Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, cao nguyên Mộc Châu xinh đẹp không chỉ nổi tiếng với câu nói gái Mường Tè, trẻ Tô Múa mà còn bởi những câu chuyện rợn người trong các hang đá thẳm sâu. Điều đặc biệt là mới đây, người ta đã phát hiện hàng loạt hệ thống những hang động ma bí ẩn ở Mộc Châu có niên đại cả nghìn năm, ẩn chứa nhiều bí mật rùng rợn về những bộ tộc người xưa. Đặc biệt trong hang động ma, người ta cũng bất ngờ tìm ra chứng cứ hãi hùng về truyền thuyết vùng đất ăn thịt người lưu truyền bấy lâu nay trên mảnh đất suối vàng Mộc Châu. Thậm chí dù người ta đã đi khắp bản và cố gắng tìm kiếm nhưng cũng không hề thấy bất kỳ một nghĩa địa chôn cất xác người chết nào. Rốt cuộc bên trong những hang động ma ở Mộc Châu chứa đựng bí mật khủng khiếp nào? Nó có liên quan gì đến lời nguyền về vùng đất ăn thịt người được lưu truyền hàng ngàn năm nay? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay của Việt Sử Toàn Thư. Suối Bàng nằm bên hồ sông Đà là một xã vùng sâu từ lâu đã nổi tiếng với những cảnh đẹp hoang sơ hết sức kỳ vĩ. Không chỉ vậy, ngày nay nơi đây còn hấp dẫn du khách ưa mạo hiểm khám phá khi tới thăm những khu mộ hang treo leo trên những vách đá nổi tiếng nhất Việt Nam. Tại Mộc Châu, hệ thống những hang động ma ở các xã Mường Sang, Tô Múa, Suối Bàng luôn là đề tài gây tranh cãi gay gắt cho giới nghiên cứu khảo cổ với hàng loạt bí ẩn rợn người. Theo một thống kê chưa đầy đủ, chỉ riêng xã Suối Bàng của huyện Mộc Châu đã có tới hàng chục động hang ma. Mỗi động ít nhất có dằm vài chiếc mộ thuyền, nhiều lên tới vài chục chiếc. Các cụ kể rằng, trong những ngôi mộ táng ở trên các động kia đều là những mộ chứa xương của các bộ tộc ăn thịt người. Như vậy có thể những bộ xương trong động là xương những người đã bị ăn thịt. Đặc biệt, trong chuyến khảo sát mới đây tới một hang mộ cổ đã bị kẻ khác khai quật, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu đã lượm được một đoạn xương ống tay và mấy miếng bát cổ. Điều lạ lùng là đoạn xương ấy lại dài hơn nhiều so với xương ống tay của những người cao lớn bây giờ. Rốt cuộc, những bí mật bị che giấu bên trong các hang động ma ở Mộc Châu là gì? Sự thật chấn động về hàng loạt bộ xương kỳ quái trong hang là gì? Cụ Mùi Văn Khương, năm nay đã hơn 70 tuổi, ở bản Khoang Tuống, xã Xuồng Bàng, Mộc Châu, là người đã gắn bó và dành cả đời ở đây. Theo lời cụ, khi xưa tại Suối Bàng gắn với một truyền thuyết rùng rợn, truyền thuyết về vùng đất không có nghĩa địa. Chuyện rằng ngày xưa gia đình nọ chỉ có hai mẹ con yêu thương nhau hết mực. Người mẹ tuổi gần đất xa trời, người con không muốn mất mẹ, nên nghĩ cách cõng mẹ lặng lẽ rời bỏ bản cũ, lang bạt tìm nơi bất tử. Nhưng đến chỗ nào, chàng trai cũng thấy có những khu nghĩa địa ở cuối bản, nghĩa là bản nào cũng có người chết. Thế rồi cứ đi mãi, chàng trai đã đến một bản mà không thấy có nghĩa địa ở đâu cả. Anh con trai khấp khởi xin được làm dân của bản này. Thời gian trôi đi ngắn ngủi cũng là lúc dựng xong cái nhà để ở. Người con than phiền chưa có lợn mổ để mời dân bản bữa cơm lên nhà mới. Người bản này liền nói, có một bà cụ đấy mang mổ thiết đãi mừng nhà mới đi. Chàng trai khiếp đảm nhận ra đây là bản của bộ tộc ăn thịt người nên không cần đến nghĩa địa. Cụ Khương nói đấy chỉ là truyền thuyết thôi. Nhưng chuyện ngày xưa, khu vực này người ta không thấy nghĩa địa là có thật. Vậy rốt cuộc, nếu không phải ăn thịt người, cũng không có nghĩa địa chôn cất xác người chết, thì những cái xác ẩn ấy đã đi đâu, về đâu? Đó là lý do hành trình khám phá những hang động ma và sự biến mất của những cái xác chết bắt đầu. Rốt cuộc, trong chuyến hành trình ấy, những bí mật khủng khiếp, rợn người nào đã được hé lộ sau hàng ngàn năm giấu kín? Để tìm lời giải mã cho các nghi vấn rùng rợn nơi đây, các nhà nghiên cứu đã thực hiện chuyến đi liều lĩnh vào sâu trong các hang động ma của Mộc Châu, vén màn bí mật được đồn thổi bấy lâu nay. Để đến các hang động ma có hai cách, một là thuê thuyền men theo sông Đà từ Hòa Bình lên Sơn La, tới gần bến Đò Lồi, xã Suối Bàng sẽ thấy hai bên vách đá có những hang động sừng sững và những khu mộ thuyền treo leo trên vách đá. Còn nếu đi đường bộ thì cứ theo tỉnh lộ 101 đến trung tâm xã Tô Múa, rồi tụt dốc theo con đường đất khoảng 18 km mới đến Suối Bàng. Từ trung tâm xã tới hang động gần nhất là khoảng 4 km. Đỉnh Cùm Tây cao gần 1.000 mét. Ngay cả những tiểu phu lão luyện nhất cũng chưa mấy ai lên tới đỉnh. Cho nên phải chuẩn bị kỹ càng, phòng khi phải ngủ lại giữa rừng. Đường lên đỉnh Cùm Tây dốc cực kỳ, có nơi gần như phải áp mặt vào vách đá và dướn người lên từng mét một. Chỉ vừa qua khỏi con dốc thứ nhất mà ai cũng muốn đứt hơi. Hết bám vào những vách đá treo leo lại chui vào những quãng rừng rậm rạp, chẳng chịt dây leo rất khó đi. Người đi trước phải kéo người đi sau, từng bước một mà vượt lên. Có những đoạn dốc dài đến nỗi, ngay cả các dân quân sau khi leo được chừng một nửa cũng phải nghỉ giữa hiệp. Chừng 1 đến 2 phút để lấy lại sức, chúng tôi lại cắn răng leo tiếp.
cuối cùng thì động màn lớn nhất suối Bằng cũng hiện ra trước mắt. Cửa hang ở độ cao khoảng 700 mét, nơi được cho là còn cất giữ nhiều mộ thuyền nhất. Người dân địa phương gọi đây là hang ma khoang tuống 2. Hang mái đá hình vòm ếch, thoáng rộng, chui vào chỉ giữ từ khoảng 3 đến 4 mét, chiều dài khoảng 16 mét, tạo thành mái vòm nhiều nấc, đỉnh vòm cao nhất khoảng 20 đến 25 mét. Còn chỗ kê quan tài có mái cao chỉ khoảng vài ba mét, mưa sương không thể hắt đến nơi đặt mộ thuyền. Theo lời của các dân quân cùng đi thì những quan tài hình thuyền này trước đây hầu hết được kê gác để các mỏm đá nhô sát với trần hang. Phía dưới có những đoạn cột trống, đầu đẽo chạc hoặc giá đỡ từng chiếc quan tài một cách chắc chắn. Nhưng có thể do thời gian, động đất, lở đá mà tệ hại nhất là những kẻ mộ tặc đã đến nơi này săn bắn tìm báu vật và đang tâm quăng những chiếc quan tài này treo xuống nền hang. Nhiều mộ thuyền đã bị vỡ thành nhiều mảnh, phía trong lòng mộ thuyền có nhiều vỏ ốc núi, lá rừng khô. Còn những chiếc ở chót vót trên đỉnh núi thì nhiều chiếc quan tài còn gần như nguyên vẹn. Đích thân Bí Thư Thu và Chủ tịch Trời đứng ra làm nghi thức xin phép tiền nhân khất mặt cho đoàn nghiên cứu động vào với nhang đèn, bánh trái và những lời khấn vái thành kính. Cố gắng dẹp bớt nỗi sợ hãi, mọi người gồng mình tiếp tục lật một cỗ quan tài để lên xem bên trong có gì. Và những gì được chứng kiến khiến tất cả mọi người lạnh sống lưng. Một chiếc quan tài có chiều dài khoảng 1,7m, rộng chừng 0,45m, lòng rộng 0,30m, nghĩa là thi thể người chết sẽ được yên giấc trong khối gỗ dày tới 15mm. Bên cạnh có chiếc quan tài bé hơn dài 1,2m, lòng rộng 0,3m. Tất thảy những quan tài trên đều được làm từ gỗ đình thối. Đây là loại gỗ quý có độ bền cao. Quan tài được trang trí những hoa văn họa tiết rất cầu kỳ và hai đầu đều được đục hình đuôi én. Trong lòng quan tài, phần đặt đầu người chết được khoét hình lòng bát. Sở dĩ những quan tài này được gọi là mộ thuyền bởi chúng thường được tạo từ một thân gỗ nguyên cây. Những người thợ đã xẻ dọc thân một cây gỗ có đường kính tầm hơn 1m rồi dùng đục khoét sâu vào mỗi bên chừng 0,3m. Mỗi nửa này có thể trở thành một thân thuyền độc mộc. Tại động khoang tuống 2 còn 18 bộ quan tài gỗ nằm vất vưởng, trông đống ngang dọc khắp mặt hang. Trong đống ngổn ngang đổ nát còn hai mộ thuyền chứa những màu xương người. Một chiếc đựng bên trong một hộp sọ có cả xương hàm và bộ răng là của người lớn, độ tuổi khoảng 36-42, cùng với vài ba màu xương đùi, xương ống chân, mảnh vụn xương chậu. Một chiếc mộ thuyền nhỏ hơn đựng nửa hộp sọ không còn nguyên vẹn, có lẽ là hộp sọ của trẻ nhỏ, chừng 10 tuổi. Trên hành trình ngược sông Đà trở về Mộc Châu, cả đoàn rẽ vào một hang ma, có thể nhìn thấy rõ một chiếc quan tài mộ thuyền đặt chông chênh trên vách đá ven sông. Trong hang có 4 bộ quan tài lớn, 2 bộ quan tài nhỡ, 2 bộ khác nhỏ hơn. Bộ quan tài lớn mỗi đầu có 3 quai, bên ngoài đã mục ruỗng gần hết để lộ một hộp sọ. Theo người lái thuyền, trước đây hang này treo leo trên vách đá dựng đứng, cao hơn mặt nước sông Đà, không có đường lên. Này do tích nước làm thủy điện sông Đà mới dễ dàng lên được. Người lái thuyền cho biết, ở bản Pưa Ta, nơi ông ở, có một hang ma chứa khoảng 20 bộ mộ thuyền còn khá nguyên vẹn, nhưng vách đá khó trèo. Trong hang dựng một thân gỗ đinh thối khắc hình một cô gái đang múa. Theo một thống kê chưa đầy đủ, chỉ riêng xã Suối Bằng của huyện Mộc Châu đã có tới hàng chục hang động ma như trên. Mỗi động ít thì có 3 chiếc mộ thuyền, nhiều lên tới vài chục chiếc. Ngoài ra còn có ở các xã Mường Sang, Tô Múa, Tần Lập. Có nhiều truyền thuyết bí ẩn rùng rợn về hang ma chưa có lời giải thích rõ ràng. Điều đầu tiên là các cụ sống ở đây kể rằng những ngôi mộ táng trên các động kia đều là những mộ chứa xương của một bộ tộc ăn thịt người. Nếu như vậy, những bộ xương trong động là xương của những người đã bị ăn thịt. Liệu điều đó có đúng hay không? Và những bộ xương đó thuộc về tộc người bí ẩn nào? Trước khi đi tìm câu trả lời, có lẽ chúng ta cũng cần nói qua về vấn đề dân tộc học ở đây. Chiếm 90% dân số của người xã Suối Bằng là người dân tộc Thái. Vẫn theo cụ Mùi Văn Gương, câu chuyện người Thái định cư ở đất này được cụ kỵ truyền lại hàng trăm năm trước là từ một cuộc thi bắn cung tên tại nơi có ngọn núi đá Pakisut, tiếng Thái, dịch ra tiếng Kinh có nghĩa là ngọn núi cắm tên. Cách đây hàng trăm năm, người Xá, dân tộc Khơ Mú ngày nay và người Thái cùng ở trên mảnh đất Mộc Châu. Người Xá bắn tên rất giỏi, đã thách người Thái bắn tên lên vách đá để xác định chủ quyền vùng đất. Nếu mũi tên của bên nào bắn cắm vào vách đá nghĩa là thần núi, thần đất thuận cho ở, còn bên nào thua phải đi khỏi mảnh đất này. Người Xá dùng tên có bịt đồng ở đầu mũi nên bắn vào vách đá thì bị nảy ra. Còn người Thái thì lấy sáp ong dính vào đầu mũi tên nên khi bắn vào vách đá, mũi tên đã dính lại. Từ đó người Thái đã được ở lại trên mảnh đất này, còn người Xá phải ra đi. Giữ đúng lời giao đấu,
không được sinh sống hay săn bắn, trồng trọt nơi đây nữa, nên khi chết, người Xá không được chôn cất trên mảnh đất này mà lấy thân gỗ to, quét bỏ ruột để đưa người chết vào trong rồi treo lên các vách đá. Vì thế, những mộ thuyền tìm được trên các hang núi được cho là của người Xá. Điều tiếp theo mà bất cứ ai khi được tiếp xúc với khu mộ thuyền ở suối Bàng chính là câu hỏi: tại sao người ta có thể đưa được những khối gỗ nặng 400 đến 500 kg lên độ cao cả ngàn mét để đục đẽo, an táng cho người chết? Tại sao hàng ngàn năm đã qua, những cỗ quan tài vẫn còn tương đối nguyên vẹn và chỉ bị tháo dỡ bởi bàn tay của con người? Giả thuyết đầu tiên được đặt ra là những người được an táng dạng này thường là những quan lang hoặc những người có chức sắc trong bộ lạc người Xá thời ấy. Khi chết, họ sẽ được khiêng, rước lên các động đá. Và các dân phu cũng sẽ dùng cưa, rìu để hạ những cây gỗ gần đấy để an táng cho các vị này. Song có một vấn đề là hầu như tất cả các mộ thuyền ở đây đều bằng gỗ đình thối. Vậy nhưng khi tiến hành khảo sát thì hầu như không thấy một dấu hiệu nào thể hiện nơi đây có một gốc đình thối nào, cũng như những dấu tích thể hiện loài cây này đã từng hiện diện tại đây. Giả thuyết thứ hai là người Xá đã dùng thuyền chở gỗ đình thối từ các khu vực khác tập kết ở khu bến phà Vạn Yên, nay thuộc xã Tân Phong, Phủ Yên, Sơn La, rồi lại chuyển tiếp tới bến Đỏ Lồi, từ đó sẽ được chuyển tới các hang động hang mà. Song câu hỏi ở đây là những khối gỗ nặng từ 400 đến 500 kg, những người bản địa bằng cách nào có thể mang được chúng lên tiết cao như vậy? Nếu quả thật giả thuyết này là chính xác, thì có thể nói người Xá cổ xưa đã có trình độ vận chuyển gỗ thuộc hàng siêu cao thủ. Một bí ẩn nữa là trong chuyến khảo sát mới đây tới một hang mộ cổ đã bị kẻ khác khai quật, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu đã lượm được một đoạn xương ống tay và mấy miếng bát cổ. Điều lạ lùng là đoạn xương ấy lại dài hơn nhiều so với xương ống tay của người cao lớn bây giờ. Điều ấy đã đặt ra giả thuyết mà chưa ai tìm được câu trả lời thỏa đáng: người xưa có thể trạng to lớn hơn người bây giờ. Những bí ẩn trên có lẽ sẽ mất nhiều thời gian, công sức của các nhà khoa học, các nhà dân tộc học lẫn các nhà khảo cổ. Tuy nhiên, sau một thời gian chinh phục các hang động ma này, nhận thấy có một thực trạng là đến thời điểm này thì hầu hết các điểm mộ thuyền ở xã Suối Bàng đã bị khai quật, không còn nguyên vẹn. Theo anh Nguyễn Đức Nguyên, cán bộ phòng văn hóa thông tin huyện Mộc Châu, những hang mộ đã bị khai quật ở Suối Bàng trên có bàn tay của kẻ săn lùng cổ vật. Những hang mộ trên thường nằm rải rác ở trên các núi đá cao, dốc, lại ở rất xa khu dân cư, nên theo anh Nguyên, triển khai các phương án bảo vệ là rất khó khăn. Tới thời điểm này, việc giữ gìn những mộ thuyền trên có sự đóng góp rất tích cực của lực lượng công an xã. Tuy thế, rừng xanh núi đỏ mênh mông, cố gắng mấy thì công an xã cũng không thể căng người ra để ngày đêm gác trước mỗi cửa hang ma được. Bởi thế, với trách nhiệm của những người làm công tác văn hóa, muốn lưu giữ những di vật độc đáo cho đời sau, ngoài việc kêu gọi sự quan tâm của các cấp các ngành liên quan, anh Nguyên chỉ còn cách giữ kín những điều mình biết. Mộc Châu là vùng vô cùng nổi tiếng với hệ thống những động hang ma. Bên trong động hang ma, những quan tài hình thuyền, mộ thuyền trước đây hầu hết được kê gác lên các mỏm đá nhô sát với trần hang. Phía dưới có những đoạn cột trống, đầu đẽo chạc hoặc giá đỡ từng chiếc quan tài một cách chắc chắn. Trong lòng quan tài, phần đặt đầu người chết được khoét hình lòng bát. Theo một thống kê chưa đầy đủ, chỉ riêng xã Suối Vàng của huyện Mộc Châu đã có tới hàng chục động hang ma như trên. Mỗi động ít có dăm ba chiếc mộ thuyền, nhiều lên tới vài chục chiếc. Ngoài ra còn có ở các xã Mường Sang, Tô Múa, Tân Lập, Việt Sử Toàn Thư, Biết Sử Thêm Yêu Nước.